Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Everino, nhẫn tóc cần Edino nữa. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn ở link phần link mô tả dưới video mở bot Telegram Start Chatbot. Rồi bot phản hồi rất là chậm các bạn. Ok, sau khi bạn bấm Start xong thì các bạn chờ có khoảng 30 giây nha các bạn. Bot phản hồi khá là chậm luôn các bạn. Rồi bấm mình sẽ nhận được 10 triệu token Edino nè. Rồi bấm show này rớt nè. Rồi các bạn sẽ tiếp tục với các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Rồi các bạn Comemo, Vanemo, Hazu. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Join tiếp kênh seller nè. Cái bot này các bạn join sau thì các bạn chờ 2-3 phút, 2-3 giây nha các bạn. Tiếp tục follow tờ Twitter cho Twitter nè. Xin tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chia sẻ cho tờ Twitter nha các bạn. Hoặc có thể tờ Twitter. Mình tăng 3 giây ngoài mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm cho submit đi tên nè. Rồi các bạn chờ khoảng 30 giây các bạn. Bot nó khủng khủng ta. Rồi sau khi các bạn submit đi tên xong, các bạn bấm Z nha các bạn. Rồi các bạn chờ tiếp tục. Tiếp tục các bạn gửi đường link blue file tới Twitter mình nè các bạn. Cái bot này khá là chậm luôn các bạn, khó là chatbot luôn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi chatbot tiếp tục nè. Nó phản hồi rất là chậm luôn các bạn. Sau khi bạn chatbot nó đứng, rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ GPNB sẽ match trên bet20 trên chocolate của mình nè. Như cũng biết con bot nó không phản hồi thì các bạn thoát ra vào lại nha các bạn. Rồi, các bạn gỡ, các bạn thoát ra vào lại nha các bạn. Rồi nói các bạn có follow và tweet bài viết này không thì các bạn bắt đáp lên các bạn bấm don. Rồi, bot luôn. Để em thoát ra vào lại nha các bạn. Mó tay con bot luôn các bạn. Mình cũng không biết sao luôn. Chỉ biết đợi thôi. Ok, sau khi các bạn đợi một chút thì các bạn bấm vào settings để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào menu các bạn cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi bạn bấm vào balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Vậy video mình đến đây mới kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.